Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và thưa quý vị, ở phần 2 này, Hoàng Vy muốn thưa về một cái gọi là đại công trình của cái thái tử Salman của Ả Rập Saudi đó thưa quý vị. Ông này là trong tương lai là có thể là thừa kế cái ngai vàng của cha của mình. Nhưng mà ngay từ cái giai đoạn này, quý vị thấy trong suốt cái thời gian vừa qua, có vẻ như ông thái tử Salman ngày càng chứng tỏ cái quyền lực của mình. Ông vừa muốn chứng tỏ là cái quyền lực tuyệt đối của mình, như là những cái thể chế độc tài khác như chúng ta thấy là ở Trung Quốc, như là ở Nga. Và bây giờ người ta nhìn thấy ở Ả Rập Saudi, cái ông thái tử Salman trong suốt thời gian vừa qua, có nhiều những cái tổ chức nhân quyền họ lên tiếng và họ chỉ trích rất là dữ về cái sự độc tài của ông này. Và chắc quý vị cũng không quên cái câu chuyện thái tử Salman của Ả Rập Saudi có giết chết cái nhà báo Khashoggi của Mỹ ngay trong đại sứ quán, và giết chết và sau đó còn gọi là phân thây và để cho người ta chết không có toàn thây đó thưa quý vị. Mỹ đã nhiều lần lên án cái câu chuyện này đối với Ả Rập Saudi, kể cả ông tổng thống Joe Biden cũng lên án rất là dữ dội. Nhưng mà cuối cùng, để mà vì những cái gọi là những cái quyền lợi khác về quốc gia, để nhìn thấy cái cục diện chung nhiều hơn vì cục diện chung, mà cho nên cái chuyến đi mà ông tổng thống Joe Biden sang Ả Rập Saudi để mà kêu gọi Ả Rập Saudi đó hãy tiếp tục bơm dầu vô trong thị trường để mà tăng cái nguồn cung đó, để mà giảm cái giá dầu. Quý vị nhớ là khoảng năm trước đây thôi, khi mà thế giới đang chứng kiến với cuộc chiến tranh Nga và Ukraine và giá dầu nó tăng vọt như vậy, trong nước Mỹ cũng rất là lao đao. Tổng thống Joe Biden ở cái thời điểm đó, ông sử dụng rất là nhiều biện pháp. Ông xả cái nguồn dầu trong cái kho dự trữ của Mỹ ra, rồi ông đi sang Ả Rập Saudi để mà gặp ông thái tử Salman và yêu cầu là bơm thêm dầu vô thị trường, để mà chi khi nguồn cung á, nó mà dồi dào á, thì giá thành của sản phẩm sẽ giảm xuống. Đó là một cái quy luật ai cũng hiểu hết. Nhưng mà ông thái tử Salman đã từ chối cái lời yêu cầu trong cái chuyến đi đó của Tổng thống Joe Biden. Cảm ơn bạn kỹ thuật, đây là ông thái tử. Nhưng mà cái chuyện mà Hoàng Vy muốn thưa sáng ngày hôm nay đó là cái lời hứa, một cái dự án phải nói là rất là to lớn, to tát của ông thái tử, định xây một cái thành phố mà gọi là thành phố vệ tinh, là trung tâm của Ả Rập Saudi, và là một cái thành phố công nghệ cao. Mà theo lời của những kiến trúc sư trưởng của cái dự án này, dự án có tên là NEOM, NEOM, là họ nói rằng đây sẽ là một cái thành phố hiện đại bậc nhất trên thế giới luôn, và sẽ được quản lý bằng gì? Là bằng trí thông minh nhân tạo, sẽ điều hành hết, coi như tất cả là dùng số hóa hết, không có do con người điều khiển. Từ cái lịch trình của những cái hạ tầng cơ sở nè, rồi những cái giao thông công cộng nè, rồi tất cả mọi thứ gì vận hành cái facility, cái dự án, cái thành phố này đó, thì đều do trí tuệ nhân tạo hết. Họ nói đó là sẽ có những cái bãi biển mà nó có sẽ rực sáng trong bóng đêm, nó sẽ coi như là ánh sáng sẽ không có bao giờ tắt ở trong cái thành phố này. Sẽ có những cái bãi biển mà nó rực sáng ở trong bóng đêm, rồi sẽ có mặt trăng nhân tạo, rồi sẽ có robot coi như là chạy đầy đường để mà phục vụ cho con người, sẽ có taxi bay, và đây cũng là một cái dự án mà ngay trong Mỹ đây rất là nhiều những cái nhà tài phiệt người ta ấp ủ, người ta muốn thực hiện nhưng mà chưa có thực hiện thành công. Thì bây giờ sẽ tìm thấy Ả Rập Saudi một cái thành phố mà như là trong cái phim, những cái phim gọi là giả tưởng đó thưa quý vị, về một cái thành phố công nghệ văn minh trong cái tương lai sắp tới. Thì bây giờ ông thái tử Salman, ông đang biến những cái gì mà trong những cái phim khoa học viễn tưởng đó sẽ đi vô sự thật. Và người ta cảm thấy một cái gì đó nó tráng lệ, mà nó rất là kêu, nó rất là lộng lẫy với những cái điều mà người dân, người ta chưa bao giờ, người dân bình thường như chúng ta chưa bao giờ hình dung được. Đó là cái lời hứa hẹn. Thậm chí đó là những cái người kiến trúc sư trưởng của cái dự án này nói rằng là vào khoảng năm 2045 sẽ có 9 triệu cư dân của Ả Rập Saudi sẽ sống trong cái thành phố này. Và nhiều người nghe người ta nói đây là một cái cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng mà ngay lập tức thưa quý vị, những người, những cái chuyên gia trong cái ngành xây dựng, trong cái ngành quy hoạch đô thị và cả trong cái lĩnh vực về nhân quyền, họ đã chính thức họ giống lên những cái tiếng nói rất là lo ngại về cái chuyện này. Họ nói là đằng sau những cái mà hào nhoáng bóng bẩy như những cái nhà độc tài của Ả Rập Saudi quảng bá về những cái dự án này, đằng sau những cái brochure mà đọc vô mà người ta thấy như là đọc về nội dung của những cái cuốn phim viễn tưởng đó,
thì nó có một cái sự thật có thể là nó sẽ rất là tối, và người ta nghĩ rằng những người dân nên ý thức về điều này. Đó là sao? Đó là cái chuyện bắt tay nhau giữa ông Tập Cận Bình của Trung Quốc với lại ông Thái tử Salman. Quý vị nhớ là vào hồi tháng 12 năm ngoái, năm 2022, ông Thái tử Salman đã có gặp gỡ đối với ông Tập Cận Bình trong một cái hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa hai nước, rồi hai bên bắt tay nhau, rồi nói là sẽ hợp tác nhau rất là sâu rộng. Thực sự cái mối quan hệ giữa Ả Rập Saudi mà đang nghiêng về phía Trung Quốc, đây là một cái nỗi lo, một cái mối lo rất là lớn đối với phía Mỹ. Và hai bên, hai cái nhà độc tài, quý vị thấy nhìn cái hình ảnh của hai người bắt tay nhau là hai cái biểu hiện của hai cái nhà độc tài. Thì họ đã có cam kết là Trung Quốc sẽ giúp cho Ả Rập Saudi để xây dựng cái thành phố, cái dự án NEOM này đó thưa quý vị. Và nếu mà khi nói đến Trung Quốc thì chắc quý vị không quên cái chuyện Bắc Kinh đã sử dụng cái hệ thống camera mà giám sát người dân đi trên đường phố. Không phải là chỉ có giám sát ở nhà đâu. Quý vị lên trên mạng xã hội, quý vị bình luận, quý vị nói là đã đảo Tập Cận Bình cái thôi, ngày hôm sau quý vị được bế lên phường. Quý vị dăng một cái biểu ngữ ở trên cái cây cầu ở chỗ ở ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh. Quý vị kêu là đã đảo Tập Cận Bình, đã đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đề nghị đứng qua bên. Chắc quý vị nhớ câu chuyện này rất là rõ. Nó thổi bùng lên ngay khi Đại hội Đảng Cộng sản của Trung Quốc đang tiến hành. Thì một số người dân người ta cảm thấy bất bình với chính sách Zero Covid và người ta bùng nổ thành những cái cuộc biểu tình. Lúc đó thì quý vị nhớ không, là Trung Quốc cũng xính vĩnh lắm. Quý vị nhớ, và cả lúc đó nữa, truyền thông Việt Nam gần như là im tiếng. Trong những cái ngày đầu gần như là im tiếng. Chúng tôi có nói về cái câu chuyện này rồi. Coi như là người dân của Bắc Kinh, người dân của Trung Quốc đã sống, đã từ lâu, đã quen với cái việc là cai trị bởi cái chế độ độc tài. Và họ không có được bày tỏ cái ý kiến y như Nga vậy. Mới đây Nga nè thưa quý vị, chỉ vì một cái người phụ nữ Nga mà lỡ khen anh Zelensky của Ukraine đẹp trai á, mà thật sự là phụ nữ đừng nói chi ở Nga, ở Mỹ đây quý vị, hỏi những bạn bè trong cộng đồng người Việt Nam mình, hầu hết những người phụ nữ mà yêu chuộng nền dân chủ và đang mong cho Ukraine chiến thắng á, nhưng mà họ đều kèm theo, họ nói rằng nhưng mà phải công nhận là cái anh chàng tổng thống Zelensky đẹp trai và cười hí hí. Chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Vậy mà ở Nga, cái người phụ nữ mà khen Zelensky đẹp trai là cũng bị bế lên phường luôn. Là những cái xứ sở độc tài, cho nên đừng có nói là kêu tên tổng thống ra mà réo mà phê bình như là ở nước Mỹ. Nói cái ông mà đang ngồi trong tòa Bạch Ốc là cái ông già buồn ngủ, ông đủ thứ chuyện hết. Đó là ở những cái xứ sở độc tài họ không có cái được tự do ngôn luận như vậy. Trở lại với câu chuyện Ả Rập Saudi, người ta nhìn thấy hai cái ông độc tài bắt tay nhau và bây giờ Trung Quốc hứa hẹn đó là sẽ hỗ trợ cái công nghệ gì? Công nghệ giám sát về hình ảnh. Và Trung Quốc đã làm rất là thành công ở Bắc Kinh. Quý vị bây giờ ở trong nhà là bị giám sát, quý vị đưa cái gì lên trên mạng xã hội, Trung Quốc có hẳn một cái đạo quân để mà giữ cái sự trong sạch và lành mạnh trên hệ sinh thái của xã hội. Quý vị bước ra đường Bắc Kinh nha, là hàng loạt những camera cắm khắp nơi nhận diện được quý vị và nhận diện cả những gì quý vị đã làm trong quá khứ. Cái câu chuyện này đó, những cái tổ chức về nhân quyền người ta đã lên án, họ nói là chưa bao giờ mà bây giờ những cái công dân Trung Quốc đã bị giám sát một cách chặt chẽ như vậy. Không có bất kỳ một cái quyền riêng tư nào nữa đâu. Thì bây giờ cái thành phố, cái NEOM này mà Ả Rập Saudi tính tiến hành đó, họ sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và trong đó đó có 10% là cái database của công dân của Ả Rập Saudi sẽ được vô hết và hệ thống hóa để mà họ vận hành. Thậm chí là họ biết được cái nhu cầu, cái sức khỏe của người công dân sống trong thành phố này. Họ plan được luôn những cái chuyến mà đã sẽ cần phải đi gặp gỡ bác sĩ về cái tình hình sức khỏe như thế nào. Hoàng Vy đọc cái thông tin này ở trên tờ Business Insider, quý vị có thể đọc thêm bởi vì đây là một cái bài, cái cuộc điều tra khá là dài hơi. Mà ở Ả Rập Saudi, cái công nghệ mà giám sát về cái... cái công nghệ giám sát về cái an toàn, cái an ninh ở trên mạng xã hội á, ở Ả Rập Saudi không có những cái điều đó. Họ không có quản lý cái database của người dùng, của công dân họ được một cách chặt chẽ, rõ ràng. Và nếu như anh làm không hiệu quả thì anh bị xử phạt. Ví dụ như ở Mỹ này nè, quý vị thấy vừa rồi đó, Facebook đó cũng đang lao đao, đang dính vô một cái vụ kiện rất là lớn, cũng 700 mấy triệu Mỹ Kim. Mà bây giờ cho phép người dùng Facebook nè, được quyền đứng vô cái đơn kiện tập thể và yêu cầu Facebook phải bồi thường. Bởi vì sao? Facebook đã bán những cái dữ liệu người dùng cho cái công ty Cambridge Analytica,
Và cái công ty đó đã sử dụng những cái dữ liệu người dùng đó phục vụ cho cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Họ chỉ ra rõ, ví dụ như ở vùng Orange County đây, họ có những cái dữ liệu, họ biết rằng là chúng ta đang sống ở cái vùng này, chúng ta có những cái mối bận tâm gì. Chúng ta thích ông Trump ở chỗ nào, chúng ta thích bà Hillary chỗ nào, chúng ta ghét dân chủ ở chỗ nào, chúng ta thích Cộng hòa ở chỗ nào. Họ biết được hết những cái thuật toán đó để giúp cho cái ban vận động tranh cử có thể đưa ra những cái thông điệp nó phù hợp, nó tấn công ngay cái người ta muốn. Một lần nữa, truyền thông, chiến lược của truyền thông bao giờ cũng là nói cái gì, nói như thế nào và nói ra sao với những cái target audience của mình một cách hiệu quả. Thì cái công ty mà Cambridge Analytica đó đã sử dụng những cái database của Facebook. Họ đã âm thầm lấy những cái dữ liệu của người dùng mà người dùng không hề biết và bán và sinh lời đến mấy tỷ Mỹ Kim. Đó là lý do bây giờ Facebook phải trả về những cái câu chuyện này. Nhưng mà ở Mỹ là có những cái chế tài nó rất là nghiêm ngặt. Và nếu như những cái chuyện này nó bùng nổ ra thì là những cái công ty như Facebook phải chịu trách nhiệm và phải đền cho người dân. Nhưng mà ở Ả Rập Saudi thì không có. Bây giờ anh Ả Rập Saudi với ông Thái tử Salman, một cái chính phủ rất là độc tài, quản lý những cái dữ liệu của người dân như vậy. Và bây giờ nếu mà sử dụng những cái dữ liệu đó để mà trấn áp những cái người bất đồng chính kiến, cái câu chuyện mà chính phủ của ông Salman này trấn áp những người bất đồng chính kiến trong suốt thời gian vừa qua, những cái tổ chức về nhân quyền cũng khá là lên tiếng và phản đối, mặc dù họ hứa rằng họ sẽ có những cái cải thiện về nhân quyền, nhưng mà những cái tổ chức này thấy trong suốt thời gian vừa qua cũng không gì cải thiện hơn hết. Thì quý vị hãy hình dung, nếu mà họ lập ra một cái thành phố mà họ vận hành dựa trên những cái database của người dân và họ nắm hết những cái vấn đề về những cái quan trắc về sinh học của quý vị, rồi họ dùng trí tuệ nhân tạo để mà họ điều khiển, thì chúng ta sẽ như những cái con kiến sống trong những cái xã hội như vậy. Mặc dù nhìn ở bề ngoài những cái thành phố này nó lộng lẫy lắm, nào là những cái bãi biển nó vẫn sáng rực về đêm, nào là có mặt trăng nhân tạo, rồi động đất nhân tạo, rồi có taxi bay, nghe nó kêu quá, nhưng mà thực sự ở đằng sau những cái tảng băng nổi đó sẽ là con người càng bị tù đầy, bị giam cầm hơn, chặt chẽ hơn và trở thành nô lệ của những cái thế lực độc tài như thế này. Đó là một cái điều vô cùng đáng lo ngại từ cái dự án mà ông Thái tử Salman, như hồi nãy Hoàng Vy thưa, ông tuyên bố năm 2045 sẽ có 9 triệu người dân được sống trong cái thành phố như thế này. Nhưng mà nhiều chuyên gia họ nói đó, Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ muốn sống một cuộc sống như thế nào? Sống một cuộc sống mà chúng ta có cái tự do của mình, được nói những cái gì mà mình muốn, được biểu đạt cái sự tự do, được sống trong một cái cuộc sống mà có thể có những cái nền văn hóa nó đối chọi, nó mâu thuẫn với nhau, không sao hết, nhưng mà đó là sự tự do tuyệt đối, hay là chúng ta muốn sống như những cái con robot mà đã được vận hành và được quản lý chặt chẽ bởi những cái thế lực độc tài? Và bằng cách đó thì những cái thế lực độc tài họ sẽ càng trở nên độc tài hơn và họ cai trị cuộc sống của người dân họ hơn. Đó là cái bài báo rất là thú vị về dự án Ả Rập Saudi mà Hoàng Vy vừa mới đọc và muốn chia sẻ quý vị như vậy trên Business Insider. Và cũng liên quan đến những cái thế lực độc tài đó thưa quý vị, thì Mỹ trong cuối tuần vừa qua họ cũng đưa ra một cái lời cảnh báo, phải nói là khá là gay gắt. Bởi vì quý vị biết là trong suốt cái thời gian vừa qua đó là có những cái câu chuyện mà đi du lịch sinh con. Nó không phải là mới, nó suốt từ cái thời của ông cựu tổng thống Obama cho đến dưới thời của ông cựu tổng thống Donald Trump, thì có một cái làn sóng khủng khiếp, coi như là những cái bà mẹ, những cái người phụ nữ của Trung Quốc đó, họ đi du lịch qua bên này, nhưng mà trước khi đi du lịch sang đây thì họ đã có bầu rồi, và họ sang đây và họ sanh con, thì con của họ theo cái luật của Mỹ đó, thì con của họ đương nhiên là sẽ có quốc tịch Mỹ. Rồi đến năm 18, con của họ đủ cái tuổi trưởng thành thì sẽ được bảo lãnh cha mẹ của mình, vốn là những cái guardian của mình, được vô nước Mỹ. Đó là cái con đường chính thức để được vô. Ngoài những cái chuyện như là những cái EB-5 đầu tư mà cần phải có 500, 800 ngàn Mỹ Kim hay là 1 triệu Mỹ Kim, thì đây cũng là một con đường rất là khả dĩ. Và trong suốt cái thời gian, chắc quý vị, nếu vì ở Mỹ vì có để ý, ở những cái thành phố lớn, ví dụ như Orange County đây, thì người ta vẫn nhìn thấy ở những cái thành phố như là Fountain Valley, như là Huntington Beach, một loạt, có lúc chính mắt của Hoàng Vy, My Bare Eyes, nhìn thấy những cái cô người ở Trung Quốc đó thưa quý vị, và bụng rất là to, và họ đi thành một đoàn với nhau luôn. Người ta gọi là du lịch sinh con. Và khi ông cựu tổng thống Donald Trump
ông cựu Tổng thống Donald Trump khi mà còn ở Tòa Bạch Ốc, chính ông cũng ra những cái điều luật rất là nghiêm ngặt để mà từ chối visa của những người này. Nếu tức là khi mà một ai đó, một cái công dân nước ngoài đó mà xin visa để vào Mỹ du lịch mà đang mà có bầu đó thì Mỹ sẽ từ chối visa. Đó là một cái chính sách dưới thời của ông Trump. Nhưng mà ngày hôm nay nè thưa quý vị, Quỹ Di sản của Mỹ vừa mới đưa ra cái lời cảnh báo. Bây giờ không chỉ cái chuyện mà có bầu ở nước sở tại rồi đi qua Mỹ sinh con, mà bây giờ một cái hình thức mới nữa thưa quý vị là thuê tử cung của Mỹ. Thuê tử cung của Mỹ nghĩa là sao? Có nghĩa là họ dùng những cái gọi là trứng của những cái người công dân của Trung Quốc và họ thuê những cái người Mỹ ở trong nước Mỹ đây nè thưa quý vị, đặc biệt là những cái người Mỹ trắng để mà mang thai, và từ đó cái đứa con mà đẻ ra đó thì thật ra nó là sẽ là một cái công dân Mỹ nhưng mà nó mang trong mình cái dòng máu của người Trung Quốc. Và họ sẽ đưa cái đứa con đó đã có quốc tịch Mỹ rồi, đưa ngược về Trung Quốc để mà nuôi nấng dạy dỗ. Và chắc chắn nó mang trong mình cái gene của người Trung Quốc và cả những cái nó hấp thụ cả những cái nền văn hóa, những cái tư tưởng chính trị của Trung Quốc. Thì cái quỹ di sản này nói năm nó 18 tuổi, vì là công dân Mỹ cho nên chính thức sẽ trở lại về Mỹ và đường hoàng ở Mỹ. Và có thể là những cái người mà thành công họ sẽ gia nhập vô những cái tổ chức hay những cái vị trí cấp cao. Thì không rõ rằng theo quỹ di sản nói, cái người mà 18 tuổi đó được sống ở Trung Quốc và mang những cái gene Trung Quốc đó sẽ là ai? Sẽ có những cái tư tưởng như thế nào và trà trộn vào cái đời sống của người dân Mỹ. Cho nên họ đang đưa ra một cái alert, một cái tiếng chuông cảnh báo nói rằng cái chuyện mà mang thai, thuê tử cung ở Mỹ như thế này đó ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, và cái điều này Mỹ cần phải quan tâm, cần phải để ý đến. Và bởi vì người Trung Quốc đang tìm mọi cách để mà trà trộn và nhân rộng ra và tạo thành một cái làn sóng và có thể là có những cái ảnh hưởng đối với nước Mỹ. Và cái thời gian vừa rồi quý vị nhìn thấy những câu chuyện, những cái trường quốc tử giám được cài cắm trong các cái trường đại học ở nước Mỹ để mà truyền bá cái tư tưởng nho gia của Trung Quốc. Quý vị thấy cả cái câu chuyện người ta vừa mới khui ra về cái vụ tìm thấy những cái đồn cảnh sát của Trung Quốc trá hình ngay tại Mỹ. Đó là cái cách mà chính phủ độc tài của Bắc Kinh đã tìm cách và tạo dựng những cái nền móng và những cái ảnh hưởng Trung Quốc trong cái xã hội nước Mỹ. Và ngày hôm nay thêm một cái lời cảnh báo của Quỹ Di sản sẽ làm cho chúng ta cũng cảm thấy giật mình về cái sự, về những cái tính toán rất là cao siêu của những người ở bên Trung Quốc và cả những cái thế lực độc tài của Trung Quốc. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.